Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình làm một cái chủ đề là mình sẽ so sánh các loại thuốc chặn đọt trên thị trường, cũng giống như là tổng hợp các loại thuốc chặn đọt trên thị trường. Thì hình ở trên màn hình của các bạn đó là cái hình minh họa để mình muốn chia sẻ một cái lý thuyết. Thì các bạn thấy đó, cây sầu riêng này ha, nó sẽ có cái những cái đọt non nó ra. À, những lá non, những đọt non này sau này nó sẽ sinh trưởng thành những cái lá trưởng thành. Và hoa các bạn, hoa thì nó sẽ mọc trên cành như vậy các bạn ha. Thì nó có rất nhiều trường hợp trong tự nhiên, nhưng mà các bạn nhớ cho mình đó, một là hoa nó sẽ mọc ở trên cành như vậy ha. Hai là hoa nó sẽ mọc ở đỉnh sinh trưởng, ví dụ như cây xoài, hoa nó sẽ mọc ở đỉnh sinh trưởng. À, thì nếu mà cây mà hoa nó mọc ở trên cành như vậy các bạn, thì khi mà giai đoạn mà cây nó ra hoa thì chúng ta gọi là có thể đến đến thời điểm này á, nó nói một câu rồi chúng ta sẽ bắt buộc luôn là chúng ta chặn cái đọt lại các bạn nha, không cho đọt nó ra nữa. Tại vì khi mà đọt non nó ra như vậy nó sẽ là cạnh tranh chất dinh dưỡng với hoa và nó sẽ gây hiện tượng rụng hoa, và ngay luôn cả cái giai đoạn mà nó ra trái luôn các bạn, nếu mà chúng ta không chặn đọt thì nó vẫn cạnh tranh chất dinh dưỡng với trái và nó vẫn gây ra hiện tượng rụng trái. Còn đối với một số hoa của một số loại cây như là cây mà ví dụ như cây xoài á, ra hoa đỉnh sinh trưởng á, thì dù gì cũng vậy các bạn, khi mà chúng ta nó đã ra hoa đỉnh sinh trưởng rồi á thì chúng ta sẽ đỡ một phần nào đó chặn đọt thôi. Tại vì lúc đó là cái những mầm lá này nè các bạn nó đã biến thành mầm hoa rồi, thì đó là một lợi thế của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải chặn sơ sơ lại các bạn. Tại vì trong cây nó có hai quá trình chính, đó là sinh trưởng sinh dưỡng và sinh trưởng sinh sản. Thì dù gì nó cũng sẽ ưu tiên cho quá trình sinh trưởng sinh dưỡng, vì nó có sống được rồi thì nó mới sinh sản, nó mới nghĩ tới việc sinh sản, lúc nào nó cũng ưu tiên cho việc sinh trưởng sinh dưỡng hết. Thì tóm lại đối với loại cây nào thì chúng ta cũng cần phải có biện pháp chặn đọt hiệu hợp lý trong cái quá trình mà cây chúng ta đang giai đoạn ra hoa và đậu quả. Thì cái sản phẩm mà đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó là sẩm Nautica KNO3 13046. Thì cái sản phẩm này các bạn, chúng ta phải xem các bạn ha, xem cái thành phần của sản phẩm trước. Tại vì thì mình thường thấy chủ vườn họ vẫn dùng cái sản phẩm này để họ chặn đọt, nhưng thật ra sản phẩm này chặn đọt dùng dùng với chức năng là chặn đọt là không có tốt bạn ha. Sản phẩm này á, chúng ta dùng với chức năng á, là chúng ta kích cho cây ra hoa, có nghĩa là trước cái giai đoạn cây ra hoa á, thì nó sẽ hợp lý hơn, hoặc là cái giai đoạn mà cái quả của chúng ta đã gần trưởng thành và chuẩn bị thu hoạch á, thì chúng ta dưỡng quả và chúng ta tăng cường phẩm chất của quả thì nó tốt hơn, nó có hai đoạn đó. Còn trong cái đoạn mà chúng ta chặn đọt á, các bạn để ý nè, trong đây ha anh ta sẽ có là 13% đạm và 46% là potassium với là kali. Thì á, chúng ta chặn đọt á, mà chúng ta lại bỏ đạm vào á, thì cái gốc NO3 này nè nó sẽ được là cái cây nó hấp thụ trước bạn ha, mà trong NO3 nó có đạm á, nó có nitơ, thì khi mà 13% này nó vào cây rồi đó thì nó là ủng hộ cho quá trình ra đọt mà. Mặc dù kali cao nhưng mà đạm á, là nó được hấp thu vào á, thì nó cũng làm cây ra đọt. Thì chính thì cái ra đọt đó thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái hoa, cái quả, nó cạnh tranh dinh dưỡng của quả để nuôi đọt và quả và hoa sẽ rụng. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì Multi KNO3 mình đưa vào trong đây không có nghĩa rằng đó là nó dùng để chặn đọt tốt ha, mà mình khuyến cáo các bạn là hãy cẩn thận trước khi dùng trong cái giai đoạn chặn đọt thôi. Còn những giai đoạn khác thì sản phẩm này vẫn rất tốt ha, chứ không có gì cả, nhưng mà chặn đọt thì chúng ta nên hạn chế dùng, tại vì nó có đạm các bạn ha, mình phải cẩn thận ha. Ở thị trường thì mình vẫn có thấy một cái sản phẩm là Multica K kẽm bạn ha, trong đây thì họ bổ sung thêm vi lượng kẽm nữa để chống vàng lá các bạn ha.